qua quay cái của mình á. Qua quảng cáo không anh? Hả? Quảng cáo. Hả? Qua quay thử cái của Realme 9 Pro Series. Capture the light. Trước đây các chuyên gia cho rằng F0 bị bệnh phổi hô hấp, tuy nhiên nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra F0 còn bị các bệnh lý nghiêm trọng khác ngoài phổi như bệnh tuần hoàn mạch máu. Vì vậy các bài thuốc đông y bổ huyết hoạt huyết phá ứ có thể hỗ trợ trong việc điều trị F0 bị viêm nội lạc mạch máu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng F0 bị viêm nội lạc mạch máu có thể là ứ huyết ở phổi, viêm mô mạch máu, biến dịch từ máu thấm qua thành mạch máu, làm máu đặc lạ, nhưng không kèm ứ huyết trong các mạch máu ở phổi, và đây là nguyên nhân chính gây tổn thương phổi. Đây rồi, tụi này vẫn đầy này, có nghĩa về phai như đèo này. Trong một số trường hợp, viêm nội mạch máu lan tỏa nhanh và gây ứ huyết khắp phổi, dẫn đến suy hô hấp cấp, bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Đông máu làm tắc phổi bệnh nhân F0 bị tắc phổi máu đông có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.